cái ngừ. Đây là cái đầu. Cái đầu. Đuôi. Dạ. Cá ngừ. Trứng cá này, trứng cá gì chị? Trứng cá dũa. Dũa hả? À, cá dũa. Hay vậy. Ngừ thịt trắng. Mình phải sắp xếp lại vậy hả chị? Trong này là cá dũa nè, cá ngừ, cá thu, cá bớp. Cái này là cá thu nè. Dạ. Cái này cá bớp nè. Cái con đỉnh nước. Cá thu. Dạ. Mình 40. Ngon quá. Cái này là đầu cá thu. Dạ. Ôi giời ơi. Quá trời luôn cô chú anh chị. Cá. Cái này là chả cua Huế. Chả gì Huế chị? Chả cua. Chả cua hả? Cái này là gì chị? Trứng đó. À trứng hả? Trứng này cá. Cá dũa luôn. Cá dũa luôn hả? Ngon quá. Chào cô chú nha, chào các bạn trở lại với kênh YouTube của mình nha. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cô chú anh chị một quán bún cá bớp, bún trứng cá, bún riêu cua này đó, chả cá. Quán này rất là đông khách luôn cô chú anh chị ạ. Bây giờ là quán bắt đầu mở cửa nha cô chú anh chị. Nè, trứng cá nè, rồi bún cá bớp. Đã chưa? Tràn trề luôn. Chả cá lớn mang về. Đó, chả cá. Rồi cá bớp, cá thu, rồi trứng cá nữa nha cô chú anh chị. Ở đây là tất cả là đều nấu bếp điện. Mấy cái này là gì chị? Ừ? Cái chả hả chị hả? À, chả em. À. Một tô vậy bao nhiêu chị? Tô này 25. 25 thôi. Chả bình thường là 25. Dạ.
tô trứng cá cộng chả là 40 nha cô chú anh chị. Trứng cá riêu với chả là 45. À, quán này có tên là Bún Bà Tỏi. Chi nhánh này là bán lúc 15:30 ở 104 Trần Cao Vân, thành phố Đà Nẵng nha cô chú anh chị. Ngoài ra thì có chi nhánh 2 ở 123 Đinh Tiên Hoàng, Đà Nẵng. Chi nhánh 3 là 793 Trần Cao Vân, bán buổi sáng và buổi chiều, nghỉ buổi trưa nha. Cái đó là măng hả chị? Cái quán bún của mình Bà Tỏi là bán được bao nhiêu năm rồi chị? 30 rồi em. 30 năm. Bà là gì của chị? Dì ruột hả chị? Dì ruột hả? Nhưng mà bà đứng ở cơ sở nào chị? Cơ sở 1. Nhưng mà bà chưa ra hả? Chưa ra. Giờ đi là giờ mới dọn chưa xong. Dạ. Cá này cá gì chị? Cá thu, cá bóp, cá ngừ. Cá thu, cá bóp, cá ngừ hả? À, như trắng đây này, như chị chế giòn xong. Dạ. Đang giòn anh. Bên đó là cái gì nữa chị? Cá bóp, cá ngừ, lá con trắng. Dạ. Trứng cá dũa hay quá hả? Chị hay mua ở đây không chị? À. Dạ, cảm ơn chị. Bún Bà Tỏi. Tỏi chứ không phải là tỏi nha cô chú anh chị. Trời luôn bún. Đó. Ngày là bán quá trời là bún nha cô chú anh chị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cao điểm á, đậm đặc lắm. Dạ. Vậy em thấy đông rồi nè. Nhưng mà mới dọn ra đồ nó mới đẹp. Ừ. Dạ cao điểm mà con đẹp. Dạ cao điểm mà con luôn nha. Dạ. Đông ghê lắm. Anh tranh thủ bây giờ mà cờ xong rồi bà đi cạn. Con chưa là mở dòng ra đi quý nó để đi ai đi muốn. Này chả cua. Riêu à. Riêu cua. Chờ quá trời luôn nè cô chú anh chị. Dạ bánh phương đây. Dạ bánh phương đây. Ủa mình có bán ở trên app không chị? Không em. Không hả? À, không. Bán ở đây thôi hả chị? À. Tới đây mua. Dạ. Chứ không có bán ở trên. À. Nắng quá mấy chị ra đường là chùm kín đầu luôn. Ở trong đây nó có hai loại chả hả chị? À, chị là chả ốc cô. Chả hấp với lại chả chiên hả? Chả hấp với lắm. Ừ. Đây mua thêm 20 ngàn nước rồi cho em. Ờ, cái rổ rau rất là tươi xanh luôn, trong đây đầy đủ loại rau luôn nha. Bèo nè, tía thô nè, rau thơm nè, rau cải xanh nè, giá nè. Nhìn cái rổ rau nó mơn mởn luôn các bạn.
Rồi gì chị bóp ớt vậy, không sợ cay hả? Không em. Quen rồi hả? Cái gì vậy? Bất sức ai giữ ghê trời. Trong đây là cái gì chị? À, nước này là nước mình trồng rau. À. Em tưởng nồi cá. Bữa tối mình bay tới mấy giờ chị? 0 giờ. Tới 0 giờ hả? À. Có nào 0 giờ 5 không? Như lúc đắp phát sinh thêm có. Người ta mua nhiều nhất là mấy bịch chị? 50 bịch không? Dạ. Quán ở đây ăn rất là rộng rãi luôn cô chú anh chị. Đó, đây là ở ngoài quán nè. Đó, ngoài nhìn vô nè cô chú anh chị. Anh đây là con của bà chủ. Có nào anh đứng bán không anh? Dạ. Tối đông là mình đứng bán. Dạ. Mình vào sạc, vào bao sạc tối là rất là đông. Dạ. Tối đông là mình làm công việc. Nhưng mà hai chi nhánh kia thì ai đứng anh? À, anh trai. Em trai. Hai người em trai của anh luôn. Ờ. Nhà mình là có mấy người là đi theo nghề này hết trơn rồi nè. Bây giờ là phải vô túi trước. Anh tên gì anh? Tưởng. Anh Tưởng hả? Dạ, đúng rồi. Dạ. Nghề nè. Bà nấu hay là anh nấu anh? À, bà nấu. Anh biết nấu không? Biết chứ. Dạ. Không có bà là mình làm. Dạ. Mới đây biến hình nhanh vậy chọn. Nãy chỉ chùm kính mít rồi không có diện kiến được nhung nhang không chị? Nắng.
tối là tới tới 0 giờ là quán dọn nha cô chú anh chị nha. Tôi nhỏ vậy là nhiêu chị? Tôi nhỏ là 20 anh. Bọn mình là đồ giả. Dạ. Cao nhất cũng có 45 ngàn thôi mà. À, 70 anh. Ủa 70 hả? 70 này là bớt cầm trà. Là trà bớt cầm view trà tới là 70. À. Là tô 90. Dạ. Cộng thêm rượu trà là tô 100. Dạ. Chỉ có là khách du lịch người ta ăn thôi. Đó, con cá gì vậy? Có nhiều cá nha. Uống gì anh? Cá, chả cá, cá hấp vậy. Có nhiều cá rồi. Trà thôi chứ không phải cá đúng không? Rồi, trà thêm trà. Ồ, có nấu bí đỏ nữa hả chị? Dạ, chị bắt đầu mà gần chín á. Dạ. Vậy là mình thả, dạ chị bắt đầu gần chín lăn đùi lên. À, hồi nãy là nó chưa... Nó còn sống thì nó chìm xuống. Hay quá. Hồi nãy em không có thấy. Xong chị cho em tô bún chả cá, áo quên bún trứng cá nha. Em ăn à? Dạ, đó. Em ăn. Thôi má chị, con nhỏ. 20 là 20 á. Cho em một tô bún trứng cá, ăn luôn, ăn luôn. Đừng có bỏ hành cho em nha chị. Trứng cá thôi. 20 nghìn đồng. Một tô dày trứng cá là bao nhiêu chị? 30 em. À. Rồi. Hai con chả cá chị ơi. Dạ rồi. Đó. Một tô vậy là 30 nha cô chú anh chị. 30 hay 30 chị? 30 hay 30? 30.
đầu có thui, một đầu đầu quả thu với đầu quả ngừ hả chị? Với một riêu chả chiên bên đây. Anh là em là tô cũng đâu cà thu, rồi tô riêu chả chiên. Mấy giờ em nhỉ? Em cũng lấy bao. Em đi hai tô chị. Rồi cô chú ăn bún cá bà tỏi thì có thể ghé 104 Trần Cao Vân hoặc là hai chi nhánh khác của bà ở thành phố Đà Nẵng nha cô chú anh chị. Sài Gòn dấu yêu xin cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã theo dõi clip, cảm ơn anh chị chủ quán đã tạo điều kiện cho mình để thực hiện clip này để giới thiệu về ẩm thực cho mọi người cùng xem. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị trong clip tiếp theo ạ. Em chào chị nha. Yeah.